bên dòng sông Sài Gòn. Em tên là Huỳnh Thị Thúy Trân, là sinh viên khóa 11 trường Đại học Thực hành. Sau khi kết thúc khóa học, em cảm thấy mình đã có những bước đúng đắn hơn về nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, kiến thức nền và kỹ năng chuyên môn thuộc mang tính ứng dụng cao phù hợp với thực tiễn và có thể giúp em phát triển ở các bậc học cao hơn. Ngoài việc học kiến thức, trường còn trang bị cho em những kỹ năng cần thiết để có thể hội nhập nhanh và đáp ứng tốt yêu cầu công việc của doanh nghiệp. Xin chào các bạn, mình là Hoàng Hoa Dũng Minh, sinh viên năm cuối khóa Dịch Kinh doanh của trường Đại học Thực hành. Sau gian học ở trường đã dạy cho mình nhận thức được công sự nghiệp sau này của mình. Cảm thấy rất thú vị khi là có những môn kỹ năng như là giữ vấn đề, kỹ năng bàn phím, kỹ năng việc làm, giúp mình rất là thuận tiện khi việc làm sau này. Những môn học ở trường thì rất là sát với lại thực, và có thấy chúng rất là tự tin cho công việc. Tôi quy nga như một đóa hoa thắm nở tươi trên mảnh đất thiêng liêng giờ mang tên ở yêu trời. Xin chào các bạn, mình tên là Lê Thị Hoàng Diễm, là sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Huyện Tất Thành. Sau một thời gian được học tập tại môi trường ở đây thì mình có thể nhận thức được ngành nghề trong tương lai của mình, và được tiếp xúc với một số doanh nghiệp thì mình cảm thấy là mình có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Tôi là một trong nhiều số giảng viên từ cái khối quản lý doanh nghiệp được mời tới tham gia giảng dạy tại khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Thực hành. Thì tôi nhận xét, tôi thấy cái chương trình đề thiết kế cho khoa quản trị kinh doanh tương đối tốt, nó mang tính thực tế. Hy vọng các em học sau này dễ dàng xin được việc làm. Với cái tư cách là một cái giảng viên đạo giảng, thỉnh giảng tại khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Thực hành. Với vai trò tôi là một phó viện trưởng nghiên cứu về doanh nghiệp, thì theo tôi thì tôi nhận thấy khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Thực hành xây dựng những cái chương trình đào tạo như hiện nay nó mang cái tính thực tế rất là cao, và cái điều này thì tôi cho rằng đó là rất là phù hợp với lại các cái sinh viên hiện nay, đặc biệt đó là nối kết giữa nhà trường với lại doanh nghiệp. Với cái phương châm thực học, thực hành, thực dân, thực việc của trường Đại học Thực hành, khoa quản trị kinh doanh có một cái nhiệm vụ là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, chúng tôi thiết kế cái chương trình đào tạo với nhiều chuyên ngành mang tính ứng dụng. Các chuyên ngành được đào tạo tại khoa hiện nay bao gồm quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị nguồn nhân lực, quản trị marketing, quản trị kinh doanh quốc tế và quản trị văn phòng. Đội ngũ nhân lực của khoa ngày càng được quan tâm và nâng cao chất lượng. Hiện nay khoa có 5 tiến sĩ, 5 giáo viên tiến sĩ và hầu hết các giảng viên còn lại đều có trình độ thạc sĩ trở lên. Bên cạnh đó, chúng tôi còn quan tâm nhiều đến việc gắn kết các doanh nghiệp, mời các giảng viên từ các doanh nghiệp đến để đào tạo tại khoa. Một cùng tiếp bước cha.